Thưa quý vị, năm học này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được tiếp tục triển khai ở các khối lớp 3, 7 và 10. Với nhiều nội dung mới, các trường học trên địa bàn thành phố ở cả 3 cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những tiết học đầu năm đầy hứng khởi của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố là năm thứ 3 liên tiếp triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp, nên các trường tiểu học đã có sự chủ động nhất định về mặt phương pháp dạy học, đội ngũ giáo viên. Chương trình mới lấy học sinh làm trung tâm, tạo không khí học tập hứng khởi. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn. Cái tập huấn thì đa phần là tập huấn trên cái chương trình online. Chính vì thế và cái phần tương tác, hỏi đáp, những cái thắc mắc thì nó chưa được như mong muốn. Thì đó cũng là một trong những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là mặc dù các em học sinh được tiếp cận 2 năm rồi trong chương trình lớp 1, lớp 2. Tuy nhiên thì do cái dịch bệnh, chính vì vậy cái nội dung chương trình cũng được điều chỉnh, giảm tải bớt để phù hợp với thời gian dài các em học online. Chính nó cũng một phần nào là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiếp cận cái chương trình lớp 3 bây giờ. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xây dựng chân dung học sinh mới với 6 phẩm chất và 10 năng lực đáp ứng xu thế phát triển hội nhập quốc tế. Đặc biệt, những thay đổi tích cực liên quan đến việc tích hợp môn học, lồng ghép sáng tạo môn học. Do vậy, đội ngũ giáo viên phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực về cả kiến thức, kỹ năng sư phạm. Đây là điều được các nhà trường hết sức quan tâm. Quan điểm của nhà trường là hễ giáo viên nào mà chưa được tập huấn thì không bố trí dạy cái chương trình lớp 6 mới. Và bây giờ chuẩn bị lớp 7 cũng như vậy. Thì hè vừa rồi, vừa qua, 2022, nhà trường cũng đã tổ chức tập huấn, đồng thời là cũng tham gia tập huấn các lớp giáo phòng, giáo sở tổ chức. Là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc trung học phổ thông, nhiều trường học trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn do thiếu giáo viên, nên chưa thể triển khai các môn học lựa chọn mới như âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, ở các trường đủ điều kiện, các môn học này vẫn được sắp xếp trong chương trình để học sinh lựa chọn. Đặc biệt đối với chương trình 2018 của chúng tôi thì đối với khối lớp 10, tất cả các cái tổ hợp về các môn mà lựa chọn thì cũng có ưu thế hơn so với các trường trên địa bàn là có bộ môn âm nhạc và mỹ thuật. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức sắp xếp lớp học và có cơ bản là có 4 lớp theo cái nhóm của các môn tự nhiên và 2 lớp là theo các nhóm của môn xã hội. Có thể thấy thời gian qua, khâu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình mới đã được toàn ngành giáo dục thành phố triển khai thực hiện một cách nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, hiện trạng thiếu giáo viên diễn ra ở các cấp học, sĩ số học sinh cao, cơ sở vật chất chưa đảm bảo như thời gian qua chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, vẫn là điều khiến dư luận băn khoăn và lo ngại về hiệu quả trong việc đổi mới toàn diện giáo dục.